Bốn lý do khiến bất động sản Phú Mỹ liên tục tăng giá. Hai năm trở lại đây, thị xã Phú Mỹ đang trở thành tâm điểm tại thị trường phía Nam do sở hữu những tiềm năng vượt trội trở thành thành phố cảng biển vào năm 2025. Tại sao bất động sản Phú Mỹ sẽ cất cánh? Thứ nhất, tiềm năng từ cảng Cái Mép Thị Vải. Cái Mép là hệ thống cảng nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế từ Hồng Kông tới Singapore, đứng top 19 cảng biển nước sâu lớn nhất thế giới. Nhờ lợi thế cảng biển nước sâu, nơi đây có khả năng tiếp cận những tàu có trọng tải lớn từ 50.000 tấn cho đến 80.000 tấn từ các nước Á, Âu, Mỹ mà không cần phải quá cảnh qua Singapore. Với thế mạnh trên, Cái Mép được kỳ vọng sẽ giúp thị xã Phú Mỹ phát triển thành một đô thị cảng sầm uất. Hiện nay, Phú Mỹ đang được quy hoạch toàn diện theo định hướng phát triển thành phố gắn liền với thế mạnh công nghiệp cảng biển vào năm 2025. Do đó, trong tương lai không xa, Phú Mỹ có thể trở thành Busan, Thượng Hải của Việt Nam, góp phần làm thay đổi diện mạo cả khu vực. Thứ hai, vị trí vàng kết nối các vùng kinh tế. Thị xã Phú Mỹ nằm tại trung tâm của tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Từ trung tâm thị xã Phú Mỹ đi thành phố Bà Rịa 20 km, cách thành phố Vũng Tàu 40 km, cách Biên Hòa Đồng Nai 60 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 60 km, cách Bình Dương 70 km, cách Bình Thuận chỉ 80 km. Vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển kinh tế và xã hội. Tất cả các thành phố trên như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhập khẩu hay xuất khẩu có hai lựa chọn chính là cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị Vải để nhận và xuất hàng hóa. Hiện tại lưu lượng chuyển phần nhiều qua cảng Cát Lái, nhưng trong tương lai sẽ chuyển về cụm cảng Cái Mép Thị Vải của thị xã Phú Mỹ. Việc này đã có chủ trương của nhà nước đã và đang thực hiện. Như vậy, Phú Mỹ sẽ là trung tâm luân chuyển của hàng hóa khu vực miền Nam. Tương lai gần sẽ giống như thành phố cảng Hải Phòng, xa hơn sẽ giống Singapore vì hiện nay đã là cảng biển lớn thứ hai của Việt Nam. Thứ ba, Phú Mỹ tập trung các cụm khu công nghiệp lớn, thu hút đông đảo lao động. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế cảng biển, về mặt công nghiệp, nơi đây cũng được xem là một trong những địa phương đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp mạnh mẽ. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020. Theo số liệu từ Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, trên địa bàn hiện tại hình thành 9 khu công nghiệp tập trung với 261 dự án và 3 cụm khu công nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 145 dự án đầu tư nước ngoài và 116 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 16,3 tỷ đô. Đáng nói, hầu hết các dự án quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động như cụm khu công nghiệp Châu Đức, khu công nghiệp Phú Mỹ, khu công nghiệp Mỹ Xuân, khu công nghiệp Cái Mép, khu công nghiệp Đông Xuân, khu công nghiệp Cửa Lò, hàng năm thu hút lượng lớn lao động vào khu vực sinh sống và làm việc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu vực này hiện có hơn 80.000 lao động, tăng 20% so với năm 2017, trong đó lao động từ các địa phương khác chiếm đến 90%. Như vậy, đây là nguồn cầu rất lớn cho thị trường bất động sản trong tương lai, nhất là các dự án liền kề các khu công nghiệp. Thứ tư, hạ tầng phát triển nhanh và đồng bộ. Xác định phát triển kinh tế phải bắt đầu từ xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị, thị xã Phú Mỹ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Cùng với chủ trương của chính phủ, hàng năm thị xã Phú Mỹ ưu tiên dành hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn với các trục chính như tuyến quốc lộ 51 đi qua 15 khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh, quốc lộ 56 kết nối vận chuyển từ các khu công nghiệp, hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải ra cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và quốc lộ 1 đến các khu vực trọng yếu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đường vành đai 4, vành đai 3, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đường cao tốc xuyên Á, sân bay quốc tế Long Thành đã và đang hoàn thiện, giúp kết nối giao thương thuận lợi, tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Theo quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại thị xã Phú Mỹ sẽ giúp nơi đây sở hữu những tiềm năng liên kết vùng hiệu quả với các khu vực lân cận,
Khi những dự án giao thông này hình thành sẽ khiến thị trường Phú Mỹ trở thành tâm điểm của đầu tư. Giao thông phát triển mạnh mẽ, hạ tầng đô thị chỉnh trang cùng với những tiện ích hiện hữu góp phần tô điểm thị xã Phú Mỹ ngày càng văn minh. Từ đó, Phú Mỹ thu hút lượng lớn lao động, chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp, cụm cảng biển.